Vào giữa tuần này, ngoại hạng Anh sẽ cực kỳ sôi động với các trận đá bù thuộc vòng 29, nơi mà mọi tâm điểm chắc chắn sẽ hướng về trận derby London giữa Arsenal và Chelsea. Một trận chiến khả năng sẽ định đoạt cho tham vọng vô địch của pháo thủ, cũng như tấm vé dự cúp châu Âu của Sư tử Xanh. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể bỏ lỡ trận derby thành phố cảng giữa Everton và Liverpool, nơi mà The Cop cũng đang rất cần 3 điểm để tiếp tục níu giữ hy vọng vô địch. Bên cạnh đó là những màn đối đầu với sự góp mặt của hai đại diện thành Manchester, những tập thể đã xuất sắc lọt vào chung kết FA vào cuối tuần qua. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, sau đây sẽ là nhận định các trận đá bù thuộc vòng 29 ngoại hạng Anh của K+ Sport. Đầu tiên là trận derby London và cũng là tâm điểm của vòng đấu này. Arsenal sẽ có màn tiếp đón Chelsea vào lúc 2 giờ sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4. Với lợi thế mang tên sân nhà, Arsenal chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn trong việc hướng tới 3 điểm, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp binh đoàn của Mikel Arteta tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, qua đó nuôi hy vọng vô địch vào cuối mùa giải. Với việc hai đối thủ cạnh tranh là Man City và Liverpool sẽ thi đấu muộn hơn, một thắng lợi để gây áp lực cũng sẽ là điều mà các Gunners mong muốn nơi đội nhà. Thực tế, binh đoàn áo đỏ trắng hoàn toàn có quyền tự tin khi họ hoàn toàn áp đảo The Blues về thành tích đối đầu. Cụ thể, đội chủ sân Emirates thắng tới 6 và chỉ thua 1 trong 8 lần gặp nhau gần nhất giữa cả hai. Chưa kể với tâm lý đang khá nặng nề sau thất bại trước Man City tại bán kết cúp FA vào cuối tuần qua, Sư tử Xanh sẽ hành quân tới Bắc London với rất nhiều sự hoài nghi, bởi binh đoàn của Mauricio Pochettino đã chính thức trắng tay trong mùa giải năm nay và chỉ còn hy vọng về một tấm vé dự cúp châu Âu vào lúc này. Bởi thế, với quyết tâm rất lớn ở hiện tại, cùng với những lợi thế kể trên, Arsenal chắc chắn sẽ không muốn nhận lấy một kết quả bất lợi trong màn tiếp đón kình địch cùng thành phố. Còn với Chelsea, tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng The Blues vẫn sẽ có quyền tự tin bởi họ đang có một phong độ khá tốt khi bất bại trong 8 vòng đấu gần nhất. Thực tế cũng đã chỉ ra, đại diện Tây London luôn thi đấu rất tốt trước nhóm Big Six kể từ đầu mùa giải. Chưa kể là với ngòi nổ đang chơi cực kỳ thăng hoa là Cole Palmer, người đang sánh ngang Erling Haaland trong cuộc đua phá lưới. Bất ngờ là điều hoàn toàn có thể diễn ra tại Emirates vào sáng thứ Tư. Ra sân muộn hơn, bại tướng của Arsenal vào cuối tuần qua là Wolves sẽ có màn tiếp đón Bournemouth vào lúc 1 giờ 45 sáng thứ Năm ngày 25 tháng 4. Với điểm tựa mang tên sân nhà, cùng việc thắng tới 3 trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa cả hai, Wolves sẽ nắm phần nào lợi thế trong việc hướng tới 3 điểm. Tuy nhiên, với một phong độ khá tệ vào lúc này khi không thể thắng trong 5 vòng gần nhất, những người yêu mến bầy sói vẫn sẽ phải lo lắng, bởi Bournemouth không phải một đối thủ dễ chơi. Chưa kể thì The Cherries cũng đang sở hữu một mũi nhọn vô cùng nguy hiểm là Dominic Solanke, người đã ghi 18 bàn kể từ đầu mùa giải và đang xếp thứ tư trong cuộc đua vua phá lưới. Với 3 thắng lợi trong 5 vòng đấu gần đây, Newcastle đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu, và tập thể có biệt danh là Chích Chòe sẽ có cơ hội xây chắc vị trí thứ 6 bằng chuyến hành quân tới sân của Crystal Palace vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm ngày 25 tháng 4. Rõ ràng thì với phong độ rất tốt ở hiện tại, mới nhất là màn hủy diệt Tottenham với tỷ số 4-0, đoàn quân của Eddie Howe đang rất tự tin trong chuyến hành quân tới London. Nhưng cũng không vì thế mà Chích Chòe có thể chủ quan, bởi Palace cũng đang cho thấy một bộ mặt đầy khả quan khi vừa quật ngã Liverpool ngay tại Anfield cách đây 2 tuần. Mới nhất thì họ cũng đã hủy diệt một đội bóng vô cùng khó chơi là West Ham tại vòng 34 với tỷ số 5-2. Chính vì thế, tập thể có biệt danh là Đại Bàng cũng đang rất tự tin trong màn tiếp đón bởi Chích Chòe tới từ vùng Đông Bắc. Bởi với lợi thế sân nhà, binh đoàn của Oliver Glasner chắc chắn sẽ không phải một đối thủ dễ chơi. Rõ ràng những khó khăn chắc chắn là điều đang chờ đợi binh đoàn áo sọc đen trắng, nhưng họ vẫn sẽ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lực lượng với nhiều ngôi sao, cùng với đó là thành tích đối đầu nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, 3 hòa và duy nhất một thất bại trong 8 lần gặp nhau gần đây. Thế nên đây vẫn là cơ sở để những người yêu mến Chích Chòe có thể tin vào một kết quả tốt cho đội nhà. Trở về sau màn vượt ải đầy nghe thở trước Coventry City tại bán kết FA Cup, Manchester United sẽ được chơi trên sân nhà để đón tiếp Sheffield vào lúc 2 giờ sáng thứ Năm. Rõ ràng với lợi thế sân nhà, cùng việc đối thủ chỉ đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 3 chiến thắng kể từ đầu mùa giải, Quỷ Đỏ đương nhiên sẽ là đội được đánh giá cao hơn và được dự báo sẽ dễ dàng giành chọn 3 điểm. Nhưng với những gì đã diễn ra vào cuối tuần qua trước một tập thể hạng dưới là Coventry, giới chuyên gia không đánh giá cao khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà. Khi cũng trước một tập thể được đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Quỷ Đỏ đã chơi vô cùng bạc nhược trong hiệp 2, qua đó để đối phương san lấp cách biệt 3 bàn có được trước đó. Chưa kể là nếu không có thần may mắn ngoảnh mặt ở những phút cuối cùng thì Manchester United khó có thể vượt qua đối thủ nhờ loạt sút luân lưu và ghi tên mình vào chung kết. Với những sự thất vọng đó cùng lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng nơi hàng thủ, tuy vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ về mọi mặt, nhưng trận chiến vào sáng thứ Năm được dự báo sẽ không hề dễ dàng cho binh đoàn của Erik ten Hag. Thực tế cũng đã chỉ ra, Quỷ Đỏ luôn phải rất chật vật mới có được thắng lợi trước Sheffield tại lượt đi. Thậm chí là trong lần đụng độ gần nhất tại Old Trafford, binh đoàn áo đỏ cũng đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Cùng giờ với màn đối đầu kể trên, Everton sẽ có màn tiếp đón Liverpool trong trận derby vùng Merseyside. Với quyết tâm rất lớn để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch, Liverpool chắc chắn sẽ hành quân tới Goodison Park với mục tiêu không gì khác ngoài 3 điểm, qua đó tiếp tục duy trì cách biệt 1 điểm so với Man City, bất chấp việc đang thi đấu nhiều hơn Citizen một trận. Với việc đều đã bị loại ở những đấu trường cúp, The Klopp cũng không còn cách nào khác mà phải dồn sức cho mặt trận ngoại hạng Anh, nơi mà họ vẫn còn hy vọng đăng quang mặc dù không còn nắm quyền tự quyết. Chính vì thế, với tinh thần không bỏ cuộc cùng tinh thần You Will Never Walk Alone, binh đoàn Jurgen Klopp chắc chắn sẽ đặt quyết tâm rất lớn trong trận chiến vào sáng thứ Năm. Tuy nhiên, đây được dự báo sẽ là một trận chiến không hề dễ dành cho lữ đoàn đỏ. Everton đang có được một phong độ khá tốt với 2 chiến thắng trong 3 vòng đấu gần nhất. Chưa kể thì với điểm tựa mang tên sân nhà, The Toffees hoàn toàn có quyền tạo nên bất ngờ, nhất là khi Liverpool cũng đang không có được một phong độ cao với chỉ một thắng lợi trong 3 vòng đấu gần đây. Tuy nhiên, việc chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng trong suốt 14 năm qua trước The Klopp cũng sẽ là điều khiến các cổ động viên Everton lo lắng cho đội nhà, bởi Liverpool chính là đại kình địch và cũng là đối thủ kỵ dơ của The Toffees trong hơn một thập kỷ đã qua. Là ông lớn ra sân muộn nhất, Man City được dự báo sẽ có màn đối đầu dễ thở khi chỉ phải đối đầu Brighton vào lúc 2 giờ sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 4. Dẫu đang phải đối diện với nhiều hoài nghi bằng việc bị loại tại Champions League và cũng để Arsenal lẫn Liverpool tạm thời vượt lên trong cuộc đua vô địch, nhưng Man City đã nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp cùng tinh thần vượt khó của mình bằng việc đánh bại Chelsea để ghi tên vào chung kết FA Cup năm thứ 2 liên tiếp. Trở về ngoại hạng Anh, thử thách dành cho họ sẽ chỉ là Brighton, tập thể đang trải qua một phong độ khá tệ với chỉ 1 chiến thắng trong 7 vòng gần nhất và hiện chỉ đang đứng thứ 10 bảng xếp hạng. Chính vì thế, chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ là điều mà Pep Guardiola cùng các học trò hướng đến. Bất chấp việc sẽ phải làm khách, nhưng Man City vẫn nắm ưu thế lớn nhờ lực lượng được đánh giá cao hơn, cùng với đó là thành tích đối đầu vượt trội khi thắng tới 4 và hòa 1 trong 5 lần đụng độ gần nhất. Tuy nhiên, Erling Haaland cùng các đồng đội chắc chắn sẽ không thể chủ quan khi khả năng họ sẽ chịu áp lực rất lớn trong chuyến hành quân tới Amex, bởi hai đối thủ xếp trên Citizen sẽ được thi đấu sớm và nếu như giành được những kết quả có lợi thì khoảng cách khi đó sẽ là 4 điểm và Man City sẽ đối diện với một sức ép cực lớn, nhất là khi trong những trận đấu gần đây, đoàn quân của Pep đã không thể hiện được sự thuyết phục như thường thấy. Thế nên đây được dự báo vẫn sẽ là một cuộc chiến rất khó đoán và ẩn chứa nhiều bất ngờ. Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua những trận đá bù vào giữa tuần này của ngoại hạng Anh. Chắc chắn mọi tâm điểm sẽ hướng về 2 trận derby London và Merseyside, cùng với đó là những màn đối đầu với sự góp mặt của Man City, khi đây đều là những cặp đấu với sự góp mặt của các tập thể đang cạnh tranh cho chức vô địch. Liệu ai sẽ được nở nụ cười chiến thắng sau cùng và sẽ nắm lợi thế trong việc hướng tới chiếc cúp bạc vào cuối mùa giải? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trên K+ Sport.